Đây nhá. nó vào ở dưới này nhá. Đấy, quái nó cũng quái Bây khôn. giờ mình phá ra mình đục lấy bên này nhá các bạn nhá. Đây này nhá. Đây, quay cả sáp cho xem lòng hoàng nhá. Đấy, toàn là mật nhá. Đấy các bạn nhá. Đấy, ôi ngon quá. Cục mật quá to luôn. Ui dồi ôi, rào ôi, tổ này sướng rồi. Đấy, đấy. Đấy, cho ngang đá này nhá các bạn nhá, đá 100% nhá. Đây. Đấy. Quay xoay 360 độ cho các bạn xem nhá. Đấy, đấy, đầu nó còn lên tít trên kia nữa kìa. Đấy, đấy, đấy. Đấy, tít trên kìa đấy, đấy. Đấy. Giờ mình sẽ cắt cho các bạn xem nhá. Đấy, đang móc ra cho các bạn xem nhá. Đấy. Đấy, cục to của nó như thế này đấy các bạn nhá. Đấy. Quá đẹp mắt luôn. Óng ánh luôn. Đấy.